27. Lão Tề. Lão Tề. Sao thế? Anh ngồi đi, em có chuyện muốn nói với anh. Nói đi. Hình như em có rồi. Em mang thai rồi à? Thật hả? Con của anh à? Anh nói kiểu gì đó? Không phải con của anh thì con của ai được hả? Anh tự xem đi. Xin lỗi, anh kích động quá. Thế tốt quá, tốt quá rồi. Thế anh muốn em sinh con ra? Đương nhiên là sinh chứ. Thế sinh ra rồi phải làm sao? Làm sao là làm sao cơ? Anh nuôi. Đừng nói là một đứa, sinh hai ba đứa anh cũng nuôi được. Đương nhiên em biết anh nuôi được. Nhưng anh cứ kiên quyết không cưới thì sinh thế nào được? Vậy em nghĩ sao? Em muốn kết hôn. Nếu chỉ có hai chúng ta, em có thể chấp nhận cả đời không cưới, chỉ ở bên anh. Nhưng giờ có con rồi, chúng ta phải chịu trách nhiệm với con. Em để anh nghĩ đã. Anh muốn nghỉ bao lâu? Cho anh một tuần. Được không? Được. Lão Tề, giờ chúng ta là ba người rồi. Anh không thể ích kỷ như thế được nữa đâu. Cậu thấy bộ này thế nào? Thưa cô, đồ uống của cô, cảm ơn. Đừng khách khí. Chữa rồi còn điệu thế à? Giờ cuộc sống của mình tốt đẹp mà. Mình muốn con mình và mình đều xinh đẹp. Rồi, không phải vẫn chưa quyết định có giữ hay không mà? Sao đã mua rồi? Đó là mình nói với lão Tề thế thôi. Thế nhỡ anh ta không cưới cậu thật thì sao? Không đâu. Lão Tề từng đó tuổi rồi. Mình xin con cho anh ấy vui lắm chứ. Anh ấy mà ở đây kiểu gì cũng mua nhiều hơn cả mình. Thôi đừng nói mình nữa, nói cậu đi. Cậu tìm việc đến đâu rồi? Đừng nhắc nữa. Quy định cạnh tranh trong ngành cậu còn không biết à? Ngành này thì đừng mơ nữa. Nhưng mình nhớ lúc trước có mấy doanh nghiệp nước ngoài mời cậu đến công ty họ làm giám đốc khu vực châu Á gì đó mà. Hay là cậu quay xe đi. Cậu còn lạ gì mấy doanh nghiệp lớn? Giờ mình gây chuyện với CAEA như vậy, ai dám thuê mình nữa? Mình đi hỏi mấy chỗ, người ta đều bảo giờ không thiếu người, mình cũng tự bỏ rồi. Đúng là thương trường với chiến trường, vô tình ghê. Nếu cuộc sống có gì, cậu nhất định phải nói với mình nhé. Mình vẫn ở đây nhé. Mình đến dây tiền cậu hả? Dù gì mình cũng đi làm bao năm nay rồi. Mình có tiền tiết kiệm, không chết đói được. Được rồi, đừng nói mình nữa. Cậu mua sắm tiếp đi. Alo, bà Hiểu Phi hả? Anh là ai vậy? Tôi là CEO của tập đoàn ẩm thực Khiếu Khách. Tôi họp phó. Tôi thấy CV của cậu ở trên web 58 Đồng Thành. Đúng vậy là tôi. Là thế này, tập đoàn chúng tôi là tập đoàn ẩm thực tầm cỡ quốc tế đang phát triển.
Tôi thấy cậu là Hoa Kỳ ở Mỹ, chắc giỏi tiếng Anh lắm nhỉ? Đúng vậy. Cậu có hứng thú ứng tuyển làm giám đốc của chúng tôi không? Được, tốt. Vậy sáng mai 9 giờ bắt buộc có mặt. Quá giờ không gặp. Được, cảm ơn. Alo, Hiểu Vi. Em đang ở đâu đó? Em đang uống cà phê với Sam Sam. Gửi địa chỉ cho anh. Anh qua tìm em ngay. Có tin tốt. Alo. Tạ Hiểu Vi muốn đến đây à? Mình nói cậu nghe. Cậu nhất định đừng có nói chuyện công việc của mình với anh ấy. Cậu thánh mẫu thực đó. Cậu đã thành ra thế này rồi, đều nhờ Tạ Hiểu Vi ban cho. Cậu còn dỗ dành anh ta. Cậu muốn cái gì chứ? Nói chung là cậu không được nói cho anh ấy biết. Làm gì thế? Chụp tấm hình. Dạo này gần đây không ít. Sam Sam, lâu lắm rồi không gặp. Sao cô mập ra nhiều vậy? Em biết nói chuyện quá hả? Cảm ơn đã khen, cảm ơn. Anh có tin tốt gì muốn nói với em thế? Anh tìm được một công việc, hơn nữa còn là giám đốc. Anh đi tìm việc lúc nào vậy? Thì anh sợ không tìm được lại mất mặt thôi mà. Anh được lắm, tìm việc cũng chẳng nói cho em. Giấu em như giấu người ngoài, đúng không? Không phải. Được rồi, được rồi. Anh kể đó. Hôm nay anh mời cơm. Muốn gọi bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu. Hơn nữa, không ai được dành với anh. Tốt quá. Thế tôi gọi thỏa thích nhé. Ăn không hết tôi gói lại. Tiện cho thêm mấy phần. Không thành vấn đề. Cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Đi. Nào. Chỗ này yên tĩnh quá. Chỗ này mới mở. Nào, mời ngồi. Anh định làm gì thế? Nào, đưa anh. Nhìn xem muốn ăn gì. Sao trông anh cứ như định mặc cho em bắt nạt ấy nhỉ? Tùy em. Tùy em, không khách khí đâu đó. Uống ít rượu đã. Phục vụ. Mở cho tôi một chai. Xin đợi cho một chút ạ. Thế để em đoán xem hôm nay ngày gì. Chắc không phải sinh nhật em. Chắc sinh nhật anh. Anh cung thiệt ít mà. Sinh nhật anh qua lâu rồi mới đúng. Giỏi quá, giỏi quá. Em còn nhớ anh cung thiên ý cơ. Đương nhiên là em nhớ. Sinh nhật anh mà, sao em quên được. Cảm ơn. Thử xem thế nào. Cảm ơn. Mời anh dùng thông tả. Thật không tồi. Ngày hôm nay anh đã quen biết em, cho nên ngày này đối với anh mà nói là vô cùng quan trọng. Ngày này 5 năm trước, chắc là chúng ta quen nhau ở buổi chào đón sinh viên mới ở học viện kinh doanh nhỉ? Không đúng. Nhưng trước buổi chào đón, em với anh chưa từng gặp nhau. Lúc đó em không quen anh, nhưng mà anh đã biết em đó. Em nghĩ mà xem, buổi tối hôm trước, buổi chào mừng, em chạy đi đâu? Anh đừng làm khó em nữa. Mau nói cho em đi, em quên rồi. Được. Anh nhớ là đêm đó anh thức thâu đêm. Sau khi làm xong báo cáo thì không ngủ được. Sau đó anh chạy đến khu vui chơi để chơi game. Em đoán xem, anh đã nhìn thấy gì? Thấy gì? Anh thấy một cô gái đang quyết chiến với máy gấp thú, gấp đến đỏ cả mặt. Cô gái đó chính là em. Em nhớ ra rồi, em nhớ ra rồi. Lần đó như kiểu bị trúng tà. Em chỉ muốn chơi game thôi, thử vận may nên mua 10 đồng chơi, mà mỗi lần sắp gấp được rồi nó lại hỏng. Em thực sự rất không cam tâm, gấp mấy trăm tệ. Đúng vậy, trước khi đi em còn đá vào máy gấp thú mấy lần. Cuối cùng là bảo vệ chạy tới. Anh có ấn tượng vô cùng sâu sắc về em. Em giận á. Anh biết tại sao em giận không? Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ em muốn chẳng bao giờ có được cả. Anh xem, đến gấp thú cũng vậy. Nhưng đến hôm sau, ở buổi chào mừng, em lại trở nên hiền lương thục đức, cứ như hai người khác nhau vậy.
Lúc đó anh đã bị em thu hút. Anh xem, kẻ hai mặt như em sống khó khăn biết bao. Cho nên em nên có cuộc sống tốt hơn. Nào, nói đi, anh có lời khuyên nào hay không? Tiểu Hy, làm bạn gái anh đi. Dương Tiêu, anh đừng đùa. Anh không đùa. Câu nói này anh giấu ở trong lòng 5 năm rồi. Nếu hôm nay anh không nói thì e là cả đời này cũng không dám nói với em. Anh thích em nên anh đến Giàng Kha. Vì anh thích em nên anh không muốn em sống cuộc sống giả dờ vui vẻ nữa. Anh muốn cho em hạnh phúc. Tiêu Hy, là bạn gái anh đi được không? Dù em muốn gì, anh có phải liều mạng cũng sẽ cho em. Có được không? Dương Tiêu, em biết anh là một người đàn ông vô cùng tốt. Nhưng em, em vẫn không quên được Tạ Hiểu Phi đúng không? Vậy em có thể cho anh một thời hạn không? Nói cho anh biết bao lâu thì em có thể từ bỏ anh ta. Anh đợi em. Đây không phải một câu hỏi sẽ có câu trả lời. Tiểu Huy, em qua đây với anh. Đây là máy gấp thú lúc trước anh từng chơi. Ở đây anh đã tập không biết mấy trăm lần. Lúc trước em luôn nói em không hạnh phúc là vì thiếu may mắn. Hôm nay anh sẽ chứng minh cho em thấy hạnh phúc là tự mình giành lấy, chứ không phải chờ vận may. Tiểu Hy, anh gấp được thú thì em làm bạn gái anh nhé. Dương Tiêu, anh đừng đùa như thế. Đây, phục vụ. Phục vụ. Chào anh, có chuyện gì thế à? Máy này, để tôi xem. Xin lỗi anh, máy này có vấn đề rồi. Hay là anh chơi máy khác nhé. Hỏng rồi, sao lại không sửa đi? Hay là chúng tôi tặng anh một con thú bông nhé. Dương Tiêu, xin lỗi. Dương Tiêu, Dương Tiêu, Dương Tiêu, Dương Tiêu, xin lỗi. Giờ rồi anh thất lễ quá. Không cần nói nữa. Anh không cần nói gì nữa đâu. Anh đã tập mấy trăm lần, cuối cùng tìm được mánh khóe, nhưng máy lại hỏng. Xem ra ông trời cũng thấy anh không xứng với em. Anh chịu. Dương Tiêu, mẹ em từng bảo em là niềm hạnh phúc lớn nhất của một cô gái không phải tìm được người mình yêu, mà là gặp được người yêu mình. Có thể bây giờ em vẫn chưa yêu anh, nhưng em muốn thử một lần. Em
Em đang nói em đồng ý làm bạn gái anh. Tiểu Hy, cuối cùng anh cũng đợi được em rồi. Buồn ngủ quá đi mất. Ngủ thêm tí nữa. Không được Tạ Hiểu Phi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mày nhất định không được đi muộn. 5 phút nữa thôi mà. Mày mà như nào, tự mày không biết à? Ngủ rồi, còn tỉnh ngủ lại được không? Tạ Hiểu Phi, có phải mày muốn người yêu mày thất vọng không? Tạ Hiểu Phi, bắt đầu từ hôm nay, vì tương lai của mày và Đồng Phi, nỗ lực đi. Nghĩ, nghiêm, nhìn phải, điều. Thôi, nhà hàng hiếu khách nhất. Tôn chỉ của chúng ta là tất cả vì hiếu khách, vì tất cả mọi thứ của hiếu khách, hiếu khách vì tất cả. Lý tưởng của chúng ta là nghĩ cho hiếu khách, nhớ vì hiếu khách, sinh ra vì hiếu khách, khiến hiếu khách tỏa sáng. Dừng. Quá tốt rồi. Cái quái gì vậy? Thế cũng là khẩu hiệu à? Cậu là ai? Xin chào, xin hỏi phó tổng có đây không? Là tôi đây. Anh chính là phó tổng mà. Không giống hả? Giờ cậu nhìn xem có giống phó tổng không? Quá giống luôn. Thế cậu là ai? Hôm qua anh gọi điện cho tôi. Tôi là Tạ Hiểu Phi. Cậu là Tạ Hiểu Phi? Cậu là Tạ Hiểu Phi à? Nào nào, xin giới thiệu với mọi người. Vị này là đồng nghiệp mới tới của mọi người. Tên là Tạ Hiểu Phi, mọi người nhớ nhé. Chúng ta phải cùng cố gắng làm một tập thể tốt. Thế thì sự nghiệp của chúng ta mới có thể rực rỡ, rực rỡ, rực rỡ, rực rỡ. Thế là đúng rồi, người trẻ tuổi. Quá tốt rồi. Thay đồ, giải tán. Anh ấy làm giám đốc sảnh mới à? Đẹp trai quá. Đẹp trai gì? Anh thấy chỉ là được cái mã thôi. Cũng đâu có đẹp trai bằng Dương Dương anh. Dương Dương này mập đẹp trai. Anh thấy hắn chỉ là cái gói thiêu hoa, bao cỏ. Anh nói cho em biết, nhà hàng này là của cậu anh. Em mà còn thế nữa là đuổi việc. Đi. Cậu yên tâm đi. Đám người này cháu để mắt rất kỹ. Không sai được đâu. Có chuyện gì cháu sẽ gọi cho cậu ngay. Được. Ở ngoài đừng gọi cậu. Được ông chủ. Bên ngoài có việc gì? Cậu cứ yên tâm, được được. Ông chủ, tôi là giám đốc, mà anh bảo tôi mặc cái này không phù hợp lắm thì phải. Đẹp trai quá mà, giám đốc mà, gì vậy? Giám đốc dự bị, là sao cơ? Tức là làm tốt, thì sau này làm giám đốc. Làm không tốt, thì sẽ luôn làm giám đốc dự bị. Đây là khu thương nghiệp trung ương, biết không? Xung quanh toàn là công ty lớn. Cậu có thấy ai vừa đến công ty đã làm giám đốc ngay không? Làm gì có chuyện tốt thế? Cần non lắm. Được được. Vậy anh muốn tôi làm gì? Làm gì? Vừa đến, làm chút việc đơn giản. Đi xếp hàng đi. Bên này nấu xong, người ta gọi đồ ăn, cậu gói lại, mang qua cho người ta. Cái này dễ. Xếp hàng hả? Vô nghĩa vậy. Cái gì có nghĩa? Ca hát nhảy múa làm bao sao? Có ý nghĩa đó. Cậu làm được không? Lúc trước bao nhiêu tiền? Nhắc đến tiền là tôi đau đầu.
Công ty khác trả lương shipper mỗi ngày 100. Cậu biết ngoại ngữ đúng không? Cũng coi như là có thêm kỹ năng ship hàng đến công ty nước ngoài. Được rồi, tôi cắn răng chút. Mỗi ngày 150, được chứ? Bao nhiêu cơ? Mỗi ngày 150. 150 à? Được, làm. Nhưng tôi có một câu hỏi. Chị hộ chiếu của tôi là hộ chiếu Mỹ, có phải nên làm giấy tờ gì không? Cậu cứ làm việc đi đã, xếp hàng cho tôi đi. Làm ăn tốt rồi, giấy tờ cứ để tôi làm. Cậu kể đi. Cứ xếp đi đã, mang đi, đúng chứ? Không có vấn đề gì cả, cứ làm. Cố lên ông chủ, cố lên ông chủ. Vậy tôi đi làm trước nhé, được, tốt quá rồi. Cậu, lương hơi cao thì phải. Thì cứ bắt lỗi là trừ được chứ gì. Để mắt kỹ vào, cậu yên tâm đi ạ. Cứ để cháu lo, tốt quá rồi. Thang máy làm sao thế? Mọi người đừng sốt ruột. Thang máy hỏng rồi, lát nữa nhân viên sửa chữa sẽ đến. Cậu phải đi làm nữa mà. Sốt hết cả ruột, sốt ruột quá đi. Chuyện gì thế này? Thang máy hỏng. Mọi người đợi chút nhé. Tôi đến bộ phận sửa chữa xem sao. 13. Alo, Tà Hiểu Vi. Đồ ăn của phòng 1320 cậu mang đến đâu rồi? Người ta giục bao nhiêu lần rồi còn không đi à? Thang máy bị hỏng rồi, giờ tôi, nhanh lên. Alo. Tà Hiểu Phi mình mà lại đang leo cầu thang cơ đó. Còn 5 tầng nữa để tiếp tục sống. Tà Hiểu Phi, cố lên. Ra nhận ship ạ. Cô ơi, cô không sao chứ? Cô sao thế? Cô ơi. Alo, 120, ở đây có người ngất xỉu, xin hãy đến đây một chuyến. Cậu ấy sao rồi? Không có vấn đề gì lớn, nhưng cần đưa đến viện quan sát thêm, may mà cậu gọi kịp. Cậu yên tâm đi. Thế thì tốt, cảm ơn. Alo, Tạ Hiểu Phi, lại chết đâu rồi? Mau lên đi, người ta dục đơn ầm ĩ lên kia kìa, còn không mau về. Xin lỗi, giờ tôi đến ngay, đến ngay. Chỗ này là văn phòng của bọn anh. Mặc dù không lớn như CAEA, nhưng phúc lợi không tồi. Anh đón em đến là để quảng cáo phúc lợi đó à? Đương nhiên là không rồi. Vào đây rồi nói. Mời ngồi. Dù sát nhập của Jeff và Lass, em còn nhớ chứ? Đương nhiên, mỗi một lần chiến thắng em đều ghi nhớ trong lòng. Lần sát nhập đó
có tính là thắng lợi không? Cũng khó nói. Giờ dép định cải tổ, còn lát đuổi hết nhân viên cũ đi. Thật sao? Dép làm thế cũng đúng là quá ngu ngốc. Họ làm vậy sẽ khiến công ty mới tổn thất rất lớn. Đúng thế. Giờ em đã rời CIEA, anh nghĩ muốn nhờ em giúp cũng dễ dàng hơn rồi. Nói thật lòng, vì sáp nhập lúc trước giờ có em mới thuận lợi như thế. Phi Phi, cho nên lần này em làm người tốt đến cùng, giúp anh thêm một lần nữa, được chứ? Nếu anh không dìm lương em còn không có lý do từ chối. Được, tuyệt đối không hạ giá. Thế nếu mời em đến làm full time thì sao? Full time làm cố vấn pháp luật cho bọn anh. Lúc trước em ở CIEA, bọn anh không kéo được em đi. Nhưng giờ em đi rồi, sao không cho bọn anh một cơ hội? Phúc Thông tuyệt đối không đối xử tệ cho em. Thiên Vũ, anh không đối xử tệ cho em. Anh đang thương hại em. Rõ ràng anh biết, giờ những công ty lớn ngoài kia biết em có tài nhưng tránh xa em. Đến một công việc tử tế em cũng không tìm được. Anh đang bố trí cho em. Nói thật, em muốn giúp em, nhưng không phải thương hại em, cũng không phải là bố thí cho em. Anh cũng đang giúp anh. Giờ em cần công việc ổn định, còn anh cũng cần đối tác chuyên nghiệp. Với giao tình nhiều năm và sự ăn ý giữa chúng ta, anh tin là nếu chúng ta hợp tác nhất định không có gì bất lợi. Phi Phi, em cân nhắc chút đi. Không cần cân nhắc nữa, em nghĩ xong rồi. Em cần công việc này. Cảm ơn anh Thiên Vũ. Xin lỗi, em đến muộn. Nhưng em có tin tốt, em tìm được việc rồi. Thật không? Vậy tốt quá, công ty nào vậy? Em nói rồi, anh đừng giận nhé. Làm cố vấn pháp luật ở chỗ văn phòng luật sư. Thuế tốt quá, sao anh phải giận? Vì Trần Thiên Vũ cũng ở văn phòng luật đó. Em cố ý hả? Thực ra không phải. Vừa hay họ có việc tìm đến em, thấy em phù hợp. Hơn nữa em cũng đang cần việc, đúng không nào? Cũng không thể cứ vô công rỗi nghề mãi được. Đừng giận mà. Thế em bảo đảm với anh, em làm tạm thời thôi. Nếu có công ty khác đến tìm em giải việc ngay là được chứ gì. Em khỏi tìm cớ nữa. Anh giận thật rồi à? Được. Nếu anh giận, giờ em sẽ đi từ chối việc đó. Khoan, sau này em sẽ chết đói cùng anh luôn cho xong. Ai bảo em từ chối? Thế anh đồng ý rồi hả? Nhưng em bắt buộc phải bảo đảm với anh một chuyện. Bảo đảm cái gì? Ngoài quan hệ công việc, em và Trần Thiên Vũ tuyệt đối không thể có quan hệ gì khác. Hơn nữa, em tuyệt đối không thể để Trần Thiên Vũ có cơ hội chen ngang. Thế phải xem thể hiện của anh thế nào. Được rồi. Nghiêm túc vậy chi? Em đùa anh tí thôi. Được, em thề với anh, em với anh ấy mà có gì thì em không được chết tử tế. Thế không được. Em chết rồi anh cũng đâu có vui vẻ gì, đúng không? Được rồi, đừng nói em nữa. Nói anh đi. Hôm nay đi làm ngày đầu tiên thế nào? Cũng ổn. Thế rốt cuộc là thế nào? Không muốn lừa cô ấy. Có nên nói với cô ấy mình đang đi xếp đồ ăn không? Không được. Thế mất mặt quá. Đợi tìm được việc mới rồi nói. Hỏi anh đó. Vậy ở văn phòng các anh có em gái trẻ nào xài dầu anh không? Đương nhiên, nhiều lắm luôn. Em cẩn thận chút, đừng để đến lúc đó người ta lại dụ anh đi mất. Thế anh nhỏ vậy à? Thế anh cố lên, cho người ta dụ anh đi luôn đi. Chị Trần Giang, tôi phát hiện dạo này tóc chị nhìn vô cùng mượt mà, cả người tỏa sáng, tự tin hơn lúc trước đó. Thật sao? Mọi người biết gì chưa? Văn phòng luật chúng ta sắp có cố vấn pháp luật mới. Tên Đồng Phi, tôi biết. Nghe nói quan hệ của cô ấy với luật sư Tần không tầm thường. Thế à? Như thế nào? Tôi nói cho mà biết, cô ấy không phải là người các cô bàn tán được đâu.
Sao vậy? Các cô mới đến công ty nên không biết. Lúc trước cô ấy là chuyên gia đàm phán của CAEA. Lúc đó flap là dép, đàm phán bất lợi. Hai bên căng thẳng không chịu nhường nhau. Luật sư Từng của chúng ta mời cô ấy đến mới thành công đó. Giỏi thế à? Thế tại sao cô ấy lại đến Phúc Thông chúng ta? Tôi nghe nói hình như là có mâu thuẫn với công ty cũ nên mới nghỉ việc. Cô ta là nhân vật nguy hiểm đó, không phải người các cô đắc tội được đâu. Hơn nữa còn là nữ thần của luật sư Từng. Nếu đắc tội cô ta, dù cô ta không làm gì các cô, luật sư Từng cũng sẽ cho các cô biết mặt. Biết rồi, biết rồi. Đi in cho tôi một bản tài liệu hợp đi. Về ra. Tôi đang giặt đồ, anh có gì cần giặt không? Tôi có thể giặt cùng giúp anh luôn. Không có, cảm ơn. Phải rồi. Có phải Đồng Phi làm ở chỗ cô không? Đúng thế. Vậy giờ cô ấy làm gì ở đó? Giờ chị ấy là cố vấn ở văn phòng chúng tôi. Cấp bậc đó chỉ có chuyên gia của các ngành mới làm được thôi. Cô ấy trẻ thế, đã là chuyên gia rồi à? Chị Đồng Phi trẻ tuổi thế thôi, nhưng đã hoàn thành không ít vụ đàm phán lớn. Ví dụ như nửa năm trước, có vụ sát nhập dép và lát. Ông chủ của Black, Trần Mạc, bàn được một nửa thì sống chết không bàn nữa. Lúc đó luật sư Từng sốt ruột muốn chết. May có chị Đồng Phi ở đó. Chị ấy nói với ông chủ Black một câu. Ông chủ Black đã đổi ý, đồng ý sát nhập. Nói một câu á. Cô ấy nói gì thế? Cụ thể tôi cũng không rõ. Lúc đó tôi vừa đến công ty. Tôi biết rồi. Tôi về nghỉ ngơi trước đây. Bye bye. Mày phải cố lên Tạ Hiểu Phi. Đồng Phi giỏi như vậy, mày không thể thua cô ấy được. Nhưng Tạ Hiểu Phi giờ mày chỉ là shipper thôi. Mày phải cố kiểu gì mới theo kịp cô ấy đây? Thôi không nghĩ nữa, mau ngủ đi. Mai còn có vô số đơn hàng cần đưa. Cố lên Tạ Hiểu Phi. Đến giờ ăn trưa rồi, đi thôi. Đi thôi. Vào đi. Đã 12 giờ rồi. Hai người có muốn đi ăn trưa không? Tôi muốn làm xong cái này rồi mới ăn sau. Anh đói không? Anh không đói. Thế này đi. Cô đi ăn thì tiện thể lấy giúp tôi hai hộp cơm nhé. Được. Cho tôi salad là được rồi. Cảm ơn. Được. Anh sửa xong rồi. Em xem đi. Ổn đó. Xin chào. Xin chào, xin hỏi cô tìm ai ạ? Con gái tôi Lương Bích Thần làm việc ở đây. Phải, cô ngồi đây. Đợi chút nhé. Bích Thần, có người tìm cô. Ai vậy? Mẹ. Bảo bối. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Thì chuyện của con còn gì? Chuyện chung thân đại sự mà chẳng cẩn thận gì cả. Mẹ phải đến lo liệu chứ. Mẹ, mẹ làm bừa quá vậy. Con đang làm việc mà. Sợ gì? Có phải chuyện gì mất mặt đâu. Mẹ, giờ con không giải thích rõ với mẹ được. Mẹ đợi con một chút, con sẽ gặp mẹ sao? Không được, không được. Mẹ đến rồi, buộc phải nói rõ với mẹ. Nói mẹ nghe thì mẹ không lo nữa. Tiểu Du. Dạ. In cho tôi ba bản. Được, luật sư Từng. Luật sư Từng. Luật sư Từng. Cô là
Cậu là Tần Thiên Vũ à? Luật sư Tần, đây là mẹ tôi. Chào bác ạ. Chào cậu, chào cậu. Tôi nghĩ mẹ, mẹ đợi con tí đã nhé. Luật sư Tần, tôi nói chuyện này với anh chút được không? Cô bảo mẹ cô rằng tôi là bạn trai cô hả? Luật sư Tần xin lỗi. Lúc trước tôi chỉ muốn đối phó tí thôi. Tôi không ngờ mẹ sẽ đến đây thật. Xin anh, xin anh, anh nhất định phải giúp tôi với. Tôi xin anh đó, luật sư Tần. Ôi trời, cô, đây không phải là vấn đề giúp hay không. Đây là, tôi biết làm thế không tốt, nhưng nếu tôi không làm vậy, mẹ tôi sẽ bắt tôi về quê cưới rồi đẻ. Tôi không muốn sống cuộc sống như vậy. Luật sư Tần, tôi đảm bảo, tôi đảm bảo anh không cần làm gì cả, chỉ cần không vạch trần tôi là được. Tôi cũng có thể đảm bảo sẽ khiến bà ấy đi thật nhanh. Xin anh đó. Cảm ơn luật sư Tần. Mẹ, anh ấy chính là Trần Thiên Vũ, là bạn trai con mà con kể với mẹ, cũng là cấp trên của con, nói dối. Vừa rồi mẹ đã hỏi lễ tân của công ty. Cô ấy bảo luật sư Tần vẫn chưa có bạn gái. Bác gái là thế này ạ. Văn phòng luật sư chúng cháu có quy định nhân viên không được yêu nhau. Hơn nữa cháu và Bích Tần là cấp trên cấp dưới của nhau, nhỡ truyền ra thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Cho nên bọn cháu mới giấu mọi người. Đúng đó mẹ, văn phòng luật sư mà biết sẽ đuổi con đó. Được, hôm nay tôi hỏi cậu một câu, bao giờ cậu cưới Tiểu Thần nhà chúng tôi? Mẹ, bác gái, chuyện này đã nằm trong kế hoạch của cháu. Nhưng Bích Thần là một nhân viên vô cùng xuất sắc, cháu sợ cuộc sống hôn nhân sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cô ấy, nên cháu mong là có thể đợi thêm sự nghiệp của cô ấy ổn định hơn thì mới cân nhắc chuyện này. Sự nghiệp chứ chẳng không cái gì. Con gái thì quan trọng nhất là gia đình. Nếu như cậu thật lòng với con gái tôi thì hai đứa cứ dây đẻ trước đi. Chuyện sự nghiệp nói sao? Mẹ, đừng nói cái này nữa. Mẹ không ngại, con ngại đó. Ngại gì? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chuyện quá hiển nhiên. Hai đứa yêu nhau thì đừng trì hoãn nữa. Bác gái, bọn cháu sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Bác uống nước đi. Bác gái, cháu không đưa hai mẹ con lên nữa. Được, cảm ơn cậu. Nghỉ sớm đi nhé. Nào, đi thôi. Thiên Vũ, sao anh lại ở đây? Hai người về rồi à? Tần Tần, hai người này là ai? Mẹ, họ là bạn cùng phòng của con. Bác à, hành lý hơi nặng, để cháu mang lên cho. Nào. Chị Đồng Phi, anh Hiểu Phi, hai người giúp tôi với. Cô bình tĩnh, từ từ nói. Sao vậy? Giúp cô cái gì cơ? Tôi thực sự không hiểu. Con gái tôi nghĩ gì không biết. Mỗi tháng tiêu bao nhiêu tiền mà lại đi thuê căn nhà nhỏ thế này. Ai cũng nói thành phố lớn tốt đẹp này kia. Tôi thấy chết vì sĩ diện. Mời cô uống nước ạ. Thiên Vũ, nhà họ Thương chúng tôi dù là gia đình ở quê, nhưng tôi và ba con bé đều là giáo viên, có thể nói là dòng dõi như hương, gia thế trong sạch. Rất nhiều người trẻ tuổi giờ yêu đương không kết hôn. Tôi tuyệt đối không cho phép con gái tôi làm vậy. Mẹ, bọn con về rồi đây. Cô, bọn cháu về trước nhé. Cháu cũng nên đi rồi ạ. Sao cơ?
Cậu không ở đây à? Mẹ, con thuê nhà cùng anh Hiểu Vi. Sao cơ? Thuê nhà chung với một người đàn ông lạ? Thế này là cái kiểu gì? Con là con gái mà lại đi sống cùng một người đàn ông. Mẹ, bọn con ai ở của người đó, mỗi người một phòng. Đúng đó cô. Ở thành phố lớn, thuê nhà chung là chuyện rất bình thường. Đúng vậy. Tôi tin cậu. Người khác tin không? Thân thường nhà chúng tôi là một cô bé. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn thể thống gì nữa? Hơn nữa, cậu kia mà có ý định gì với Thần Thần, nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Sao con có thể làm chuyện như thế này chứ? Cô à, cháu đâu có giống người xấu đâu. Đây là bạn gái cháu, bọn cháu ở bên nhau suốt. Đúng vậy. Cô, cháu là bạn gái của Hiểu Phi, Thiên Vũ là bạn trai của Bích Thần. Bọn cháu tin tưởng nhau mà. Cậu yên tâm đi. Nói thì nói thế. Mẹ, giờ con làm gì có tiền thuê nhà, đắt chết đi được. Mẹ đừng lo lắng nữa. Con đó, cứ nặng nặc đòi ở lại thành phố lớn để làm cái gì chứ hả?